Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGolf ăn chia tổng giải thưởng là 2.500 đô Top Cần có kèo là VDV nha bạn. Chương trình iGolf này nó sẽ bắt đầu từ ngày 14 tháng 7 và phong phối vào ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Để tham gia dự án hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh seller nữa. Rồi các bạn chọn xong các bạn bắt đáp lại em cô trên rồi các bạn bắt đáp lại các bạn tiếp tục các bạn follow tại Twitter nữa và retweet copy hashtag tăng ba người bạn vào nha các bạn theo dõi nè các bạn like nè các bạn chỉnh chặn bài dưới đường game nè các bạn dán hashtag này nè các bạn thăng DVT và tọt cần cho DVT các bạn tăng ba người bạn mình vào bạn test tweet lên rồi các bạn bắt đáp lại các bạn. Giờ đây các bạn chút cho nó con DVT này đi các bạn. Đối với bạn nào chưa có tài khoản rồi bạn bấm vào Free Login Vote các bạn. Rồi bạn login tài khoản mình vào nha các bạn. Bạn nào chưa có thì bấm vào Register đăng ký về tài khoản trên CoinDeeper này đi. Rồi sau khi xong thì bạn bấm vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm chuốt nữa các bạn. Rồi sau khi bấm chuốt xong thì bạn bắt đáp lên các bạn, bắt đáp lại liên phong các bạn. Các bạn đừng để chỉ email của tất cả các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram các bạn đã join vào iGolf các bạn. Tiếp tục các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ dưới BNB Smart Chain trên dưới chút lát cho mình nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ BNB mình nè. Địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vô đây nè. Rồi tất cả các bạn kiểm tra lại một lần nữa coi có chính xác thông tin đầy đủ không. Nếu thông tin chính xác đó thì bạn không gửi là xong rồi các bạn. Ok vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 1.400.000 tập cần có kiểu DVD VDV trên đây mới tốt các bạn. Vậy mình xin biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.